bây giờ mình đang rảnh cho nên mình sẽ đi một vòng giới thiệu các bạn về ngôi trường của mình. Đây là trường Holland College. Nó giống như là một trường cao đẳng ở Việt Nam, gọi là trường cao đẳng. Đây là cái mặt phía trước của trường. Ở phía trước thì mình mới đi xe buýt, mình xuống xe buýt ngay đó. Ngày hôm nay thì có tuyết rơi. Nhiệt độ ngoài trời bây giờ khoảng 1 hoặc 2 độ C gì đó, và rất là đẹp các bạn. Đây là cái khu sảnh chính ở trường. Trong cái khu này thì sẽ bao gồm một số cái khoa như là khoa công nghệ thông tin, khoa xây dựng, rồi ở cái tòa nhà ở xa xa kia là khoa về y khoa, rồi một số khoa khác ở dưới hầm nữa. Thì bây giờ mình sẽ đi một vòng ở đây và đi vào trong trường và đi tiếp vào trong khu mà mình sẽ tập thái cực quyền ở trong cái khu thể thao ở trường. Thì cho các bạn chưa từng cảm giác tuyết như thế nào, thì nếu mà các bạn cứ tưởng tượng bạn đang ở một cái vùng mà ở trên Đắk Lắk của nhà mình đi chẳng hạn vậy, mùa mưa thì mình rất là ngại vì đất bùn. Còn ở đây á, thì tuyết rất là đẹp, nhưng mà khi mà tuyết nó tan thì cũng khá là bẩn đấy các bạn. Phải mang giày đi tuyết và đường rất là trơn trượt, nhưng mà dù sao thì nó cũng rất là đẹp, mình thấy rất là đẹp. Không lạnh lắm, theo cảm nhận của mình thì nó không có lạnh lắm. Đây là cái đường vào trong sảnh chính của trường mình. Đây, đi vào đây sảnh chính. Và bây giờ mình sẽ đi một vòng quanh trường ở khu dân cư lân cận thì các bạn xem. Tại 12:15 thì lớp thái cực quyền của mình mới bắt đầu. Thì nói chung cái điều này là ba má mình thắc mắc và mình cũng không để ý lắm. Qua này mình mới để ý đó là trời nắng nhưng mà vẫn có tuyết. Thì nói chung giống như ngày hôm nay là một cái ngày trời mà rất là đẹp nhưng mà vẫn có tuyết, các bạn thấy không? Hồi nãy thì có mưa, có tuyết, rồi giờ nắng lên rồi, tuyết chưa kịp tan. Đây các bạn nhìn thấy đây là mặt sau của tòa nhà hành chính, và đó là cái khu mà đào tạo mầm non. Ở đây nó có một cái khoa, đó là khoa Early Childhood, là khoa đào tạo mầm non. Thì hiện tại thì ở, như mình không biết rõ lắm, nhưng mà ở nhiều nơi của Canada thì đang thiếu hụt nhân sự ngành chăm sóc mầm non rất là nhiều. Tại vì dân nhập cư nhiều, dân số trẻ nhiều, rồi thêm nữa là cái em bé đi theo cha mẹ qua này cũng nhiều. Mà ở bên này á, thì số học viên và số giáo viên lúc nào cũng phải đảm bảo. Có nghĩa là mặc dù con nhà bạn đang thiếu chỗ học, nhưng mà chất lượng lớp không đảm bảo thì cháu vẫn phải ở trong danh sách chờ. Cho nên là cái ngành này nó đang thiếu rất là nhiều. Lá rơi ngoài đường. Và mình đang đi vào trong cái khu phía sau của cái tòa nhà khác của trường của mình. Các bạn nhìn thấy đây là tuyết đang chuẩn bị tan và nó rất là trơn và trượt. Đây là cái khu ở sau trường, và đây là cái trung tâm thể thao. Thì cái trung tâm thể thao này nó nằm sát bên cạnh một cái tòa nhà, và bên đó thì y khoa, điều dưỡng, Paramedic, cấp cứu ngoại viện, Physical Assistant là những bạn hỗ trợ vật lý trị liệu, kỹ thuật viên vật lý trị liệu. Thì cái khối ngành đó sẽ nằm ở cái tòa nhà mà mình đang chỉ các bạn. Đây là tòa nhà đó, và bên kia là cái khu vực tiếp xác. Mình sẽ đi thẳng xuống và mình sẽ vào cổng chính và cái tòa nhà đào tạo y khoa. Ở khu vực này thì nó là trung tâm thành phố các bạn ha, trung tâm thị trấn, cho nên nó cũng khá là đông đúc dân cư đi lại. Hầu như dân ở đây người ta chuyển bằng ô tô. Ví dụ như sinh viên như mình mới tới, mình chưa kịp thi bằng lái, chưa kịp mua xe thì di chuyển chủ yếu bằng xe buýt hoặc xe đạp. Thì mình đi bằng xe đạp. Nhưng mà khi mà trời tuyết hoặc trời mưa thì đi xe buýt. Đây là cái tòa nhà mà chủ yếu người ta sẽ đào tạo y khoa ở trong đó. Và sát bên đó, các bạn nhìn thấy sát bên đó là ký túc xá. Ký túc xá rất là tiện nha các bạn nha. Và giá cũng rất là được, rộng rãi, có thể nấu ăn ở bên trong, rất rộng rãi. Giá thì giống như giá thị trường hiện tại. Nhưng mà có cái nó một cái điều bất lợi ở ký túc xá là ở ký túc xá thì phải hè phải dọn ra ngoài vì ký túc xá không phục vụ vào mùa hè, cho nên đó là một cái điều bất lợi. Mình nhớ là mình cần phải đi gọi bạn của mình để tập thái cực quyền, nên mình sẽ đi qua cái khu lớp của mình ở bên này và mình sẽ đi vào trong tòa nhà của khoa y. Lát nữa mình sẽ tập thái cực quyền ở đây. Trưa thứ ba nào thì mình cũng sẽ tập thái cực quyền ở đó với một số thành viên của trường và một số bạn. Mình cũng đang cố gắng duy trì. Thì mình đang đi lên trên tòa nhà của khoa y. Rồi sau đó mình sẽ đi qua lớp học của mình và cất một số đồ ở đó rồi đi tới lớp thái cực quyền sau. Cửa này. Mình đang đi qua bên khu học ngoại ngữ. Đó. Giờ mình sẽ đi ra một khu khác. Học ngoại ngữ thì mình sẽ học ở trong cái tòa nhà đó. Một khu khác. Các bạn nhìn thấy tuyết đang tan, đường nước rất là nhiều nên rất là dễ trơn trượt, nhất là ở những chỗ này cực kỳ dễ trơn trượt, cho nên là những đôi giày và để đi tuyết nó cũng phải khác với đôi giày bình thường nữa. Đó, mình đang đi vào trong trung tâm đào tạo dành cho người lớn. Ở trong đó có những cái khóa tiếng Anh. Đây, những bạn đi học. Lớp của mình ở trong đó. Đây, khu vực trưa. Ok. Bây giờ mình sẽ đi qua cái khu tập thái cực quyền của mình. Cũng đã lâu rồi, mình một tuần rồi chưa quay lại đó. Nên mình sẽ đi qua khu tập thái cực quyền. Bây giờ đang có tuyết rơi. Tuyết rơi nó cũng là một cái trải nghiệm rất là hay các bạn. Mình đang bận hơi bị phong phanh, thiếu lớp áo ở bên ngoài. Nhưng mà dù sao thì cái quãng đường mình đi qua bên chỗ nơi mình tập thái cực quyền không xa lắm. Nó cũng khá là mát mẻ, khá là đẹp. Nhìn chung nếu mà bạn nào đang có mong ước hoặc là dự định sẽ đi du học nghề để qua Canada làm, rồi sau đó tìm kiếm cho mình hoặc là gia đình mình một cái cơ hội để định cư, thì mình thấy Holland College cũng là một cái lựa chọn cũng khá là tốt. Mình chưa đi trường khác mình không biết, nhưng mà so với trường ở Thunder Bay mình đã tới rồi thì mình thích ở Holland College hơn. Ở Thunder Bay nó có vẻ nó hơi nó hơi hiểu lắm một xíu. Thời tiết ở bên đó thì khắc nghiệt hơn ở bên này rất là nhiều. Cho nên là khi mình tới Thunder Bay xong rồi thì mình thấy nó không có phù hợp lắm. Do đó mình chuyển qua đây. Cái hai là mình muốn có cơ hội việc làm ở trong ngành về y dược, làm trực tiếp tay chân trên người bệnh hoặc là ở trong trại dưỡng lão, thì cái việc học điều dưỡng nó cũng sẽ có lợi nhiều hơn so với là học quản lý y tế, cái ngành mà mình đã đăng ký học trước đó. Thì nói chung là cái vấn đề học tập thì nó có nhiều cái chuyện ở bên trong để cần phải nói lắm. Bây giờ mình chưa nghĩ là lúc thích hợp, lúc này chưa phải là lúc thích hợp để mình chia sẻ với các bạn các công việc đó. Tại vì dẫu sao mình cũng đang chờ việc của mình có thuận lợi hay không. Khi mà việc của mình thuận lợi rồi thì mình mới có kinh nghiệm để chia sẻ với các bạn được. Và cho dù gì thì mình nghĩ sống vài tháng, sống vài năm cùng với gia đình của các bạn ở bên xứ này cũng là một điều gì đó rất là tuyệt vời mà mình không thể nào đánh đổi được thì nếu mà ở Việt Nam. Cho nên là đó cũng là những cái lựa chọn của mọi người thôi. Thì mình sẽ quay cho mọi người cái cảnh tiết nó đang rơi và gió nữa, rất là đẹp. Thì mình chia sẻ với các bạn một xíu ngày hôm nay thôi. Mình biết là cái nội dung nó chả có gì thú vị hết á, nhưng mà cũng có thể có một số bạn thích xem và thích tìm hiểu thông qua cái lăng kính của mình. Cho nên là mình sẽ tiếp tục quay những cái cảnh này đăng lên Facebook thay vì mình sẽ viết bài, thì nó sẽ dễ tương tác và các bạn dễ xem nhìn hơn. Cảm ơn các bạn đã xem tới phần này. Chào tạm biệt các bạn nhé.